Bây giờ thì không còn nhiều nhà dùng nước giếng khoan nữa, nhà mình cũng vậy. Từ lúc mình sinh ra thì đã có nước máy rồi. Hôm nay mình định dựng nhà nhưng mọi người khuyên làm gì thì làm, phải có nước trước đã. Ở đây không có nước máy, mình đã hỏi một vài bác hàng xóm xung quanh thì cũng không ai dùng nước máy mà dùng nước giếng khoan. Bác thợ cắt cỏ hôm trước mình thuê thì cũng là bác hàng xóm ngay bên cạnh. Bác ấy nói cho mình biết trong vườn có sẵn một chiếc giếng khoan, chỉ cần lắp máy bơm là có nước dùng. Mình thì không biết tí gì về mấy cái này nên mình nhờ luôn bác ấy giúp. Đương nhiên là mình sẽ trả công cho bác. Mình và bác cùng nhau lắp vòi nước từ máy bơm lên tép. Nói là cùng làm, nhưng thật ra bác làm là chính, còn mình chỉ hóng hớt, ngó nghiêng làm màu tí thôi. Thấy có nước thì mình cứ nghĩ là dùng được ngay rồi, nhưng khi rửa tay thì mình phát hiện ra một vấn đề. Nước tuy trong nhưng vẫn còn mùi tanh. Mọi người xung quanh thì gợi ý là mình nên cho thêm than và cát vào lọc để khử mùi và giúp nước trong hơn. Vậy thì mình sẽ nhờ bác hàng xóm làm giúp để có nước dùng luôn. Bồn nước của mình thì cũng khá hoàn thiện rồi. Sắp tới mình sẽ đặt một cái bồn rửa tay ở đây nên vẫn cần lắp thêm một cái máy tăng áp để dẫn nước trực tiếp cho tiện sử dụng.